Chào mừng các bạn đến với kênh kiến thức nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh địa chỉ online mã pin Google Adsense. Thì cái vấn đề này là mình cũng đang ra đầu mấy tháng nay đó các bạn. Thì mình đã gửi mã pin yêu cầu 3 lần rồi mà Google Adsense nó không hồi âm lại cho mình. Thì hôm nay mình cũng đã nhận được yêu cầu của một người bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh địa chỉ Google Adsense cực kỳ đơn giản trong vòng 5 phút. Thì mong là các bạn nào thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và share. Và nếu mà muốn mà làm được như mình đó, là các bạn phải xem hết video này mới hiểu nha. Rồi không nói nhiều nữa, chúng ta hãy nhìn vào màn hình máy tính nha. Tức là như sao, đầu tiên các bạn vào trình duyệt Google cho tôi nha. Sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản Google Adsense mà các bạn đã đăng ký nha. Rồi, đợi tí xíu. Thì mình cũng vừa xác minh thành công cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn nha. Thì đây là các bạn nhìn thấy cái bảng thông báo đây, để là địa chỉ thanh toán của bạn đã được xác minh. Thì để làm được điều này thì các bạn làm như sau nha. Thì các bạn vào dấu ba chấm cho tôi nha, dấu ba chấm, sau đó các bạn còn trợ giúp đó. Các bạn lướt xuống một vòng, các bạn xem về mã pin nha. Rồi các bạn chọn các sự cố về mã pin cho tôi nha. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn chọn rỡ rối về mã pin nha. Rồi thì ở đây nó hỏi mình một cái số câu hỏi về mã số nhận dạng cá nhân nè. Thì các bạn cứ trả lời đúng sự thật nha. Ở đây để là hỏi là thu nhập của bạn có lớn hơn ngưỡng xác minh không, thì các bạn nói là rồi. Địa chỉ bạn đã nhận được mã pin chưa, thì các bạn nói là chưa nha. Các bạn chọn chưa cho tôi nha. Rồi hỏi là bạn đã yêu cầu 3 mã pin thay thế chưa, thì các bạn nói là rồi luôn cho tôi nha. Thì ở đây thì nó để bạn thông báo là bạn có 4 tháng để nhập mã pin nè, nếu không thì quảng cáo sẽ ngừng phát trên video của bạn nha. Thì các bạn phải gửi mã pin ít nhất khoảng 3 lần thì các bạn mới xác minh online được nha các bạn. Thì ở đây nó để là cái dòng chữ là vui lòng liên hệ với chúng tôi nè, các bạn bấm vào liên hệ với chúng tôi nha. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này, các bạn cứ điền vô. Thì tên thì các bạn điền cái tên đúng với chứng minh thư của mình lúc mà xác minh danh tính nghe các bạn. Và địa chỉ đây, tên tôi để tên là Lê Hoàng con em nè. Còn địa chỉ email thì các bạn nhớ là đăng nhập địa chỉ email mà có Google Adsense nha các bạn. Thì tiếp theo là cái mã nhà sản xuất ID của Adsense các bạn, thì các bạn vào một thanh toán của tôi nha. Các bạn trở vào trang Google Sense nha, các bạn vào phần tài khoản nè đó. Rồi mà các bạn thấy nhà sản xuất, các bạn copy cái thằng mã nhà xuất bản Sense cho tôi nha, các bạn sao chép nó cho tôi đó. Xong các bạn quay về, các bạn điền vô đây nha. Rồi khi các bạn dán vô đây xong rồi, các bạn sẽ gửi cho mình thêm một cái tệp đó nha, cái tệp mà các bạn đã xác minh danh tính lúc ban đầu nha các bạn. Thì các bạn chọn cho nó cái tệp mà các bạn xác minh lần danh tính lần đầu tiên mà các bạn xác minh thành công á. Xong rồi các bạn chọn nó cái tệp các bạn gửi lên đây. Sau đó các bạn bấm chưa gửi. Thì các bạn ngồi chờ khoảng từ 5 phút. Thì nó sẽ gửi cho bạn cái bản cái Gmail nha. Đây tôi vừa xác minh thành công đây chưa đầy 10 phút nữa các bạn. Thì tôi sẽ mở cho các bạn xem. Đây tôi sẽ bấm, tôi mở Gmail. Thì chưa đầy 5 phút nữa là nó xác minh nhanh lắm các bạn ơi. Cái mã pin này là hồi trước là mình đã yêu cầu là 3 lần rồi mà chưa có thành công nè, các bạn thấy không? Để cho bạn, các bạn thông báo như thế này là các bạn đã xác minh địa chỉ thành công rồi nha các bạn. Cái này nó để tiếng Anh cho nên là tôi không biết nó nói cái gì, nhưng mà để tôi dịch sang nó nói cái gì nha các bạn. Tôi sẽ copy mình đó. Xong tôi vào Google dịch nha các bạn. Tôi dịch cho nó nói cái gì coi xác minh thành công chưa nha. Rồi ở đây ngôn ngữ tôi chọn tiếng Anh sang Việt.
Đó. Đợi, bạn đợi tí xíu nha, để nó dịch nha. Đó. Thì cái bản thông báo này bên Gmail của tôi nó đã gửi cho tôi dịch sai, nó nói là gì? Nó là cảm ơn bạn đã gửi bằng chứng nhận dạng. Tôi vui mừng cho biết bạn rằng điều này đáp ứng yêu cầu xác minh địa chỉ ASEAN của bạn. Xin lưu ý bạn vẫn có thể thấy thông báo ngừng thanh toán của mình. Và nó nói là một câu là câu này mình cũng thấy yên tâm rồi các bạn. Nó là hãy yên tâm rằng mã PIN của bạn đã được xác minh và thông báo sẽ biến mất trong vòng 24 đến 48 giờ. Thì bây giờ là mình đã thành công nghe các bạn. Thì phương thức thanh toán thì các bạn cứ chọn phương thức thanh toán chính của mình giống như video mình vừa hướng dẫn ở trong cái clip này á. Và cái link mà đưa tới cái bảng mà mã số nhận dạng cá nhân mã PIN này tôi sẽ để trong phần mô tả cho các bạn luôn nha. Thì bạn nào xác minh mà trên 3 lần thì bấm vào đường link này thì nó sẽ đưa ra một cái bảng như thế này nha. Khi nào có cái bảng như thế này là các bạn được quyền xác minh địa chỉ online nha các bạn. Các bạn nhớ nha. Đó. Thì các bạn xác minh thành công thì nó sẽ gửi cái mail thông báo cho các bạn nha. Thì vấn đề này là mình cũng đang đau đầu mấy tháng nay đó các bạn ơi. Thì mình bị thất lạc mã PIN 3 4 lần rồi mà mình 3 lần rồi mình không có nhận được. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn nào chưa biết thì xem ủng hộ mình nha. Thì cái bản thông báo này bên Gmail của tôi nó đã gửi cho tôi dịch sai, nó nói là gì? Nó là cảm ơn bạn đã gửi bằng chứng nhận dạng. Tôi vui mừng cho biết bạn rằng điều này đáp ứng yêu cầu xác minh địa chỉ ASEAN của bạn. Xin lưu ý bạn vẫn có thể thấy thông báo ngừng thanh toán của mình. Và nó nói là một câu là câu này mình cũng thấy yên tâm rồi các bạn. Nó là hãy yên tâm rằng mã PIN của bạn đã được xác minh và thông báo sẽ biến mất trong vòng 24 đến 48 giờ. Thì bây giờ là mình đã thành công rồi nghe các bạn. Thì phương thức thanh toán thì các bạn cứ chọn phương thức thanh toán chính của mình giống như video mình vừa hướng dẫn ở trong cái clip này á. Và cái link mà đưa tới cái bảng mà mã số nhận dạng cá nhân mã PIN này tôi sẽ để trong phần mô tả cho các bạn luôn nha. Thì bạn nào xác minh mà trên 3 lần thì bấm vào đường link này thì nó sẽ đưa ra một cái bảng như thế này nha. Khi nào có cái bảng như thế này là các bạn được quyền xác minh địa chỉ online nha các bạn nhớ nha. Đó. Thì các bạn xác minh thành công thì nó sẽ gửi cái mail thông báo cho các bạn nha. Thì vấn đề này là mình cũng đang đau đầu mấy tháng nay đó các bạn ơi. Thì mình bị thất lạc mã PIN 3 4 lần rồi mà mình 3 lần rồi mình không có nhận được. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn này chưa biết thì xem ủng hộ mình nha.